xin chào vị đã làm với chương trình trực diện TV. Thì trở lại cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì khi nhìn lại cái ngày lịch sử đó, thì có rất là nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những cái người mà đang sống ở hải ngoại đó, những người bước ra từ trong cái cuộc chiến đó, thì nói chung là họ có còn trên người những cái vết thương, kể cả về thể xác, kể cả về tinh thần trong cái cuộc chiến đó, cho nên là những cái thái độ nó nhận định về cái ngày đó nó rất là khác nhau. Nói chung cái sự thù hằn, cái sự căng thẳng á, theo cái kiểu là hận thù với dân cao cũng có, và những có cái những cái nhận định nó nhẹ nhàng hơn theo cái kiểu nó hướng tới tương lai thì cũng có. Thì vừa qua ở trên mạng có xuất hiện một cái chương trình hội luận của những cái người nói về cái ngày 30 tháng 4, thì chúng ta thấy là ông Vũ Huynh Trưởng là một cái người cũng có những cái tiếng nói gây ra rất là nhiều cái sự tranh cãi, nhất là các bạn ở trong nước đã có những cái sự tác động và chê bai cái ông này cũng rất là nhiều. Và chúng ta thấy là ông Vũ Huynh Trưởng nhận định về cái ngày 30 tháng 4 và ông ta nói rằng ông ta mong muốn rằng cái nước Việt Nam nó ngày càng nó dân chủ hơn, nó tự do hơn và ấm no cho người dân Việt Nam. Và đối với ông là nếu mà như thế là ông ta cũng đã hài lòng rồi. Thì dĩ nhiên ông Vũ Huynh Trưởng thì chúng ta thấy là nhiều người họ nói ông này là một người cực đoan. Tuy nhiên với những cái lời phát biểu như thế thì chúng ta thấy là nó cũng phù hợp với cái xu thế. Theo cái kiểu là bây giờ ngay cả cái chính quyền ở trong nước đi nữa, thì ở Việt Nam đó nó cũng đã khác đi so với thời gian trước đây. Tức là nhiều các cái chú, các bác, những người mà họ chống cộng đó, nhiều khi nhìn Việt Nam với cái lăng kính nó rất là cũ. Theo cái kiểu xã hội của Việt Nam của những năm mà sau năm 1975 á, nó khác một trời một vực với cái thời điểm như hiện nay. Chúng ta nó không nói về cái việc mà phát triển các cái đường xá hay các cái cơ sở hạ tầng, các cái vấn đề khác. Tuy nhiên chúng ta muốn nói về cái cách vận hành, cái cách mà quản lý xã hội, hoặc là các cái quyền con người, hay là cái hệ thống pháp luật của nó được xây dựng một cách chặt chẽ hơn, và cái sự mà gọi là công bằng xã hội á, hoặc là cái bình đẳng á, nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái thời điểm năm 76-80 á, một cái thời nó rất là khó khăn, và kể cả sau này đi nữa nó cũng có một cái sự tiến bộ, nhưng mà tiến bộ nó cũng chậm chậm, rồi sau này á, khi mà mở cửa toàn bộ ra và với cái sự đầu tư của nước ngoài rất là nhiều và tham gia rất là nhiều các cái định chế kinh tế tài chính của thế giới, thì rõ ràng là Việt Nam họ đi làm theo những cái yêu cầu đó, và nó có một cái sự chuyển biến rất là mạnh, và chúng ta bây giờ nhìn vào cái đất nước á, nó hoàn toàn khác. Nhưng mà các cụ thì cứ nhớ về một cái thời điểm giống như thời kỳ bao cấp vậy đó, người ta quan liêu, người ta hết dịch rồi nó một cái xã hội rất là thiếu thốn, nó xã hội không phải là xã hội hàng hóa mà xã hội tự cung tự cấp, và một cái xã hội gọi là phân phối, cho nên là cái sự mà thiếu ăn nó rất là nhiều, người người có thể là đói, rồi chúng ta thấy có một cái thời kỳ ăn bo bo, và có một cái thời kỳ người ta phải sắp hàng để mua những cái ký thịt từ cái nhu yếu phẩm đi nữa, không có cái gì thiếu mà đầy đủ hết. Và nếu như bây giờ cứ nhìn hình ảnh của Việt Nam như thế thì rõ ràng chúng ta rất là lỗi thời. Và chúng ta nhớ là một cái thời kỳ giống như là quân quản, một thời kỳ mà tất cả các cái nhà ngủ nhiều khi ban đêm ban hôm cũng có thể bị công an đến gõ cửa để mà xét nhà, xét hộ khẩu, rồi đi cái trên đường thì bị ngăn sông cấm chợ, và mang một trái dừa, mang một ký gạo cũng có thể là vài ký gạo cũng có thể bị thuế xét, và cũng có thể bị phạt, bị như này kia, rồi nó xảy ra hàng loạt những cái vấn đề mà người ta cảm thấy hết sức là ngột ngạt, hết sức là khó chịu. Nhưng mà cái thời kỳ đó là cái thời kỳ đầu, thời kỳ mà sau năm 1975 thì đúng là cái chính quyền mới người ta dựng vào rất là nhiều các lý do, nói rằng nó còn non trẻ, còn nhiều cái sự khó khăn, thù trong giặc ngoài, còn cái nhiều cái sự tồn động, cho nên họ có cái cách xử lý nó rất là khác. Và kể cả họ thiếu các cái nhân lực nữa để mà đủ các cái bản lĩnh, hay họ thiếu kể cả cái hệ thống pháp luật nữa, họ thiếu về cái hướng dẫn, về những cái mà quy định chung để mà phải làm như thế nào. Thì cho nên là thành ra nó có những cái điều mà mang tính chất tùy tiện, và chính vì cái sự mà việc làm đó là người cộng sản á, họ cũng thấy rằng nó có rất là nhiều cái sự thiếu sót, và sau này thì chúng ta thấy nó ngày càng nó khác hơn, và bây giờ phải nói nó rất là khác chứ không phải giống như lúc đó. Nếu như mà bây giờ mà giống như lúc đó vẫn thiếu ăn thiếu mặc, vẫn bị ngăn sông cấm chợ bẩn này kia, thì chắc chắn là người dân họ cũng không để yên đâu, và người dân họ sẽ có những phản ứng hết sức là mạnh bạo, chứ không phải giống như trước kia.
Và chúng ta cứ nghĩ về một cái hình ảnh rất là xa xưa, cứ nhìn về cái sự vật và hiện tượng lúc nào nó cũng phải chuyển động và nó phải vận hành lên. Cả bản thân của một cái con người sao giờ sao 45 năm cũng đã già hơn rồi, không thể nhìn vào cái gương để mà thấy mình giống như là hồi 20 tuổi được, hồi thời nằm ở cái vị trí của tháng 3, tháng 4 năm 1975 được. Và bây giờ đó thì trở lại cái lời nói của ông Vũ Huynh Trưởng theo cái kiểu là muốn cho một cái đất nước Việt Nam nó tự do, nó dân chủ và kiểu là nó no ấm cho người dân thôi, là ông ta cũng đồng ý rồi. Bởi vì ông ta cho rằng nữa Việt Nam nó chưa có được no ấm hay là chưa có cái dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thì bây giờ những cái mục đích đó thì người cộng sản mà nếu mà họ đi theo cái hướng đó và họ làm cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam có những cái hướng mà nó đầy đủ hơn như thế, thì ông Vũ Huynh Trưởng ông nói là theo cái ý nghĩ của ông như thế là được. Thì không có nghe ông Vũ Huynh Trưởng nói về cái việc là lật đổ cộng sản hay đập đổ cộng sản hay không, mà nếu như ông ta đấu tranh theo cái kiểu mà chống cộng đó, mà nói là không có đập đổ này kia cái nọ, thì rất có thể là nhiều khi ông ta cũng sẽ bị phản ứng đó. Những cái người mà trong cái lực lượng mà gọi là thù hằn đối với cộng sản theo cái kiểu là chống cộng cực đoan hay là chống cộng triệt để đó, thì người ta muốn theo cái hướng khác, tức là theo cái kiểu là phải dùng cái mục đích cuối cùng cũng phải là lật đổ cộng sản thôi, cũng có thể là thông qua biểu tình, thông qua bạo loạn, thông qua cái gì không cần biết, theo cái kiểu như ở Trung Đông, ở Syria hay là ở nhiều nước khác đó. Người ta cũng có thể là người dân cũng hoạt động theo cái kiểu bất bạo động, nhưng mà cuối cùng họ cũng lật đổ chế độ. Thì họ muốn cái mục đích cuối cùng để nhắm đến cái cộng sản là phải thay đổi cái thể chế đó, không còn một bóng cộng sản nào hết, không còn một cái đảng viên cộng sản nào để mà nắm cái chính quyền đó hết, mà phải thay đổi bằng một cái chế độ khác. Mà thậm chí là người ta còn muốn phục dựng lại cái Việt Nam Cộng Hòa nữa, theo cái tư tưởng Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì nói chung là cái xu hướng nó rất là khác nhau. Thì tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta muốn mượn cái câu nói của ông Vũ Huynh Trưởng trong cái hội luận đó đó để nói rằng cái việc mà tự do dân chủ thì có phải là cái mục tiêu mà của phía Việt Nam hiện giờ người ta cũng đang làm hay không, và ở Việt Nam có tự do dân chủ hay không? Thì theo cái tiêu chí của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều các cái văn bản gọi là Đại hội Đảng Cộng sản chẳng hạn, hoặc là các cái văn kiện của Đảng Cộng sản đó, thì họ thường nói cái từ là dân giàu, nước mạnh và dân chủ, công bằng và văn minh. Đó là năm cái mục tiêu mà người ta luôn luôn là hướng tới, và cho rằng là cái xã hội của Việt Nam những năm gần đây á bắt buộc phải làm theo cái xu hướng như thế này thôi. Bây giờ hồi xưa đó thì người ta nhận định, nhận thức nó khác đi. Có lẽ là với cái chủ nghĩa xã hội thì cái hình thái gọi là chủ nghĩa xã hội, thì hồi đó thì các nước họ đi theo cái hình thái đó đó. Như kể cả Liên Xô là cái nước gọi là dẫn đầu đi, và các cái nước khác gọi là thành công như là dân chủ Đức hay là những cái nước khác ở Đông Âu chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng nói là chỉ đi mò mẫm thôi, đi một cái kiểu là nó rất là riêng, và người ta nhận thức có khi nó sai, cho nên là cách vận hành, cách điều khiển nó không có đúng. Và rõ ràng là cái sự chuyển biến, cái sự thay đổi ở mỗi nước nó có khác nhau. Và cái việc mà xây dựng chủ nghĩa xã hội gì đó ở bên Trung Quốc nó cũng khác. Chúng ta thấy là cũng là một nước mang tiếng sau chủ nghĩa, nhưng mà ở bên Cuba, ở bên Bắc Hàn nó khác, và Việt Nam nó khác. Và người dân bây giờ được khuyến khích để mà làm giàu nhiều hơn. Chúng ta thấy là Việt Nam họ tuyên bố là có nhiều cái thành phần kinh tế, trong đó những năm gần đây thì nói rằng cái kinh tế tư nhân là một cái thành phần rất là quan trọng trong cái nền kinh tế, và người ta xây dựng rất là nhiều các luật lệ để mà bảo vệ cho cái thành phần kinh tế đó, cũng như là giúp đỡ cho những cái thành phần kinh tế đó nó phát triển rất là mạnh, và có một cái sự thu hẹp lại đối với thành phần kinh tế của nhà nước theo cái kiểu là bán đi các cái cổ phần, theo kiểu là cổ phần hóa gì đó, theo cái kiểu mà thối vốn. Và chúng ta hiểu được rằng những cái điều đó đã dành lại các cái sân chơi cho những người dân, và khuyến khích người dân trong cái việc mà sáng tạo, theo cái kiểu là phát minh các cái sáng chế, và cũng như là bỏ các cái sức lao động ra, và những cái sức lao động được trả lương nó đúng theo cái tài năng hơn. Nó không phải giống như hồi trước, giống như chúng ta thấy rằng các cái nghệ sĩ, văn nghệ sĩ hay là những cái người mà tạo ra những cái sáng chế, những cái phát minh này kia cái nọ thì nhiều khi cũng chỉ là lãnh lương bình thường thôi, hoặc là không có được cái sự mà chú trọng đặc biệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không, các cái nghệ sĩ hay là các cái gọi là các cái cầu thủ thể thao chẳng hạn, thì cái sự làm giàu rất là nhanh, và người ta được trả cái công nó xứng đáng, theo nó cũng tiệm cận với quốc tế. Thì
rõ ràng là bây giờ người dân Việt Nam được khuyến khích để mà làm giàu, và người ta lao vào cái việc mà phát triển lên cái bản thân của họ thì theo cái kiểu mà tăng cái thu nhập, và bằng mọi giá, bằng mọi cái thứ người dân họ được khuyến khích hơn, không phải giống như thời kỳ trước kia nữa. Thì đó là cái mục tiêu mà người ta nói là một cái xã hội được chú trọng theo cái kiểu khuyến khích người dân làm giàu. Và bên cạnh cái việc mà làm giàu đó đó thì bây giờ một cái mục tiêu khác á, mà cái Việt Nam họ luôn luôn nói là cái vấn đề về dân chủ. Cái dân chủ trong những năm gần đây được nhắc rất là nhiều, nói về cái đề mà đổi mới với dân chủ, hay là mở rộng dân chủ, hoặc là thay đổi các cái nhận thức về vấn đề dân chủ này kia cái nọ. Và trên thực tế chúng ta thấy là có những cái sự chuyển biến, và rõ ràng là một cái nền dân chủ gọi là chủ nghĩa xã hội, hay là một cái nền dân chủ gọi là tập trung đó, hoặc là tập quyền đó, thì dần dần nó cũng sẽ bị thay thế, dần dần nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta thấy từ một cái chỗ là những cái người dân đó họ thiếu những cái quyền này quyền kia quyền nọ, hoặc là có những cái quyền nó có sẵn rồi, nó được định hình ở trong cái hiến pháp rồi, nhưng mà chưa có được triển khai trên thực tế, thì từng bước người ta sẽ mở rộng đó và phải thực thi nó trên thực tế. Dĩ nhiên là nếu mà so sánh cái nền dân chủ của Việt Nam với nền dân chủ của quốc tế đó, kể cả như ở Hoa Kỳ, thì nó rất là khập khiễng, nó không có đúng. Bởi vì ở Hoa Kỳ nó đã có mấy trăm năm rồi, và người dân ở Hoa Kỳ họ đã có một cái thời gian đấu tranh về dân chủ nó rất là dài. Muốn được như Hoa Kỳ như hiện nay, phải nói là nó phải có một cái sự chuyển biến, và nó phải thay đổi từ từ, chứ không phải là ngay khi mà có cái hiến pháp Hoa Kỳ là chúng ta thấy được cái nền dân chủ như hiện nay. Tức nghĩa là trước kia chỉ cần chưa tới 100 năm trước thì có hay không cái việc mà những người da đen bị kỳ thị, có hay không những cái người da trắng phụ nữ không được đi bầu, và có nhiều cái quyền này quyền kia mà họ không bao giờ họ có hết, mà chỉ có ở sau này thôi. Thì chính là ở Việt Nam cũng vậy, bây giờ họ đang vận dụng và nó đang có những cái sự chuyển biến. Chúng ta thấy là kể cả quốc hội bây giờ cũng nói là cái quyền gọi là biểu tình, cái quyền được lập hội, cái quyền được lập cái công đoàn riêng, cái quyền được bảo hộ về người lao động, các cái quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền này quyền kia, mỗi cái quyền á nó cũng phải gì điều khác hết. Cái quyền về nhà ở, cái quyền về tự do về tài sản, cái quyền được đầu tư, cái quyền được làm ăn tự do các thứ này kia cái nọ, và cái quyền được đi nước ngoài đi du lịch, cái quyền được tự do về chỗ ở, không phải bị cấm đoán như trước kia nữa. Và bây giờ người ta xóa bỏ luôn kể cả hộ khẩu nữa. Nói chung là những cái vấn đề mà nhận thức về cái quyền con người nó khác đi, và chắc chắn rằng cái sự tập trung đó, ngay cả trong cái đảng Cộng sản đi nữa, thí dụ như các cái việc bầu cử người ta cũng nói là có thể là phải thay đổi nữa. Có lẽ là cái hình thức nhận thức về cái dân chủ nó khác đi, về cái ứng cử, cái bầu cử nó cũng có thể là khác đi, nhưng mà nó phải tiến bộ và nó phù hợp với cái nhịp phát triển của cái nền kinh tế và theo cái sự phát triển của xã hội loài người. Thì chúng ta thấy là cái việc mà làm cho người dân họ tự do hơn, hoặc là họ hạnh phúc hơn, đó là cái mục tiêu tối thượng rồi. Và coi như là cái sự nhận thức về những cái vấn đề đó đó, và nếu như mà cái con đường gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội mà cái nền dân chủ không được mở rộng, và nếu mà nói rằng tiến triển đến một cái sự phát triển cao nào đó mà người dân họ vẫn còn có những cái quyền hạn mà bị bó buộc đó, thì phải xem lại cái cách phát triển của xã hội nó như thế nào. Và cái sự dân chủ hóa của chủ nghĩa xã hội hay là dân chủ của cái người dân đó, nó phải là một cái nét văn minh, một cái nét gọi là văn hóa của một cái xã hội đó. Và cái xã hội của quốc tế bây giờ, cái cộng đồng này, thì những cái tiêu chí chung của quốc tế đó nó phải được san sẻ, và những cái quyền của cái công dân mà gọi là công dân toàn cầu đi nữa, nó cũng phải có những cái sự mà tiệm cận giống nhau. Dĩ nhiên là đối với từng cái quốc gia họ có những cái quy định nó hơi riêng biệt, nó hơi đặc thù. Tuy nhiên thì những cái gì vấn đề phổ quát á, nó cần có những cái gọi là cái mục tiêu chung để mà họ phấn đấu. Thì cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường gọi là phát triển văn minh xã hội gì nữa, mà thiếu đi cái sự dân chủ, thiếu đi cái sự mà gọi là tự do hay là hạnh phúc gì, thì dĩ nhiên là phải xem lại cái con đường đó, xem lại cái cách mà vận hành nó có phù hợp chưa, và nó có đúng cái quy luật hay không. Thì rõ ràng là người cộng sản họ cũng nói là cái mục tiêu của họ là đi đến đó mà. Và bây giờ thì chúng ta thấy nhìn lại cái cách làm thì trong những năm vừa qua họ có những cái sự tiến triển như thế. Theo cái kiểu mà nhiều người ở bên ngoài thì họ căm thù đối với chế độ cộng sản Việt Nam, với cái độ ở trong nước á, thì họ nói là Việt Nam họ bóp nghẹt cái tiếng nói,
họ khà khắc đối với người dân. 90 triệu đồng bào đang thống khổ, 90 triệu đồng bào nằm trong cái nhà tù lớn của cộng sản này kia cái nọ, thì thực tế có phải đúng như thế hay không? Và chúng ta hãy trở về trong nước và chúng ta hãy nhìn nó có những cái thực tế này kia cái nọ, thì rõ ràng rất là nhiều người dân của Việt Nam, những cái bộ phận của những cái người mà có thể là họ còn nghèo hoặc là cái cuộc sống thu nhập của họ thấp, nhưng mà so với cái sự tiến triển của bản thân của Việt Nam thì trong những năm gần đây cái tỷ lệ hộ nghèo đói đó nó cũng đã khác đi rồi, hoặc là tỷ lệ những người thất nghiệp này kia nọ đó, chúng ta thấy là những cái báo cáo và ngay trả trên thực tế thì nữa nó cũng có những cái sự chuyển biến, thì phải nhìn cái sự mà phát triển của nó nằm trong cái bối cảnh của Việt Nam, chứ đừng có so sánh cái thu nhập của người dân Việt Nam chỉ có thí dụ như là 3.000 Mỹ Kim thôi mà so với ở bên nước ngoài là ngay tại Hoa Kỳ là tới 50 mấy ngàn Mỹ Kim, 60 ngàn Mỹ Kim, nó là một cái sự khập khiễng, nó không có phù hợp. Và đối với một cái tiêu chí là một cái nước mạnh thì rõ ràng là ở Việt Nam người ta nói là cái sự phát triển người dân giàu nó sẽ tạo ra cái sự nước, cái nước nước nó mạnh, và rõ ràng là cái vị thế của Việt Nam trong những năm gần đây nó cũng có một cái sự chuyển biến. Chúng ta thấy là không thể nói suông là cái nước mình mạnh được, mà cái sự nước mạnh phải được sự công nhận của quốc tế, thì có thể vị thế ở trên quốc tế là cái sự đóng góp về cái nền kinh tế toàn cầu chẳng hạn, hoặc là cái vị thế trong cái vấn đề giữ gìn hòa bình, cả giữ gìn cái vai trò tham gia vào các nhiệm vụ quốc tế nữa. Thì vị thế của Việt Nam trong những năm gần đây coi như là đã được khẳng định rồi, tất cả các nước trên thế giới người ta cũng có một sự quan hệ, và với cái sự ổn định như thế và ngày càng nó gia tăng hơn. Đây là những cái điều chúng ta không phải là ca ngợi cộng sản và ca ngợi cái chính quyền của Việt Nam, nhưng mà đó là một cái thực tế. Một cái thực tế từ khi trước năm 1975, cả miền Nam, cả Bắc Việt đều không được một cái ghế của Liên Hiệp Quốc. Thì Việt Nam mới trở lại Liên Hiệp Quốc, gia nhập vào năm 1976. Thì từ đó đến nay đó, những thời gian của tôi là trước năm 1995 thì cũng chưa có phát triển bao nhiêu hết. Và chính thức là khi Mỹ nó mở xóa cái cấm vận cho Việt Nam, và khi mà quan hệ ngoại giao với bên ngoài nhiều hơn và Việt Nam đưa cái thuyền của mình ra cái biển lớn, thì rõ ràng là nó có một sự chuyển biến. Và chúng ta hãy nhìn cái cột mốc phát triển của Việt Nam từ năm 95 đến đây thôi, thì mới thấy được rằng nó một cái sự vượt bậc. Và những cái sự vượt bậc đến thời điểm này người ta có hài lòng hay chưa? Rõ ràng là chưa. Người dân Việt Nam họ cũng còn muốn có một cái sự phát triển hơn nữa. Tức nghĩa là bây giờ cái mục tiêu phát triển cho dân Việt Nam nó giàu lên, cho nước nó mạnh hơn, cho nó có dân chủ hơn, nhưng mà người ta vẫn còn muốn nó còn phải phát triển hơn nữa. Tức nghĩa là vẫn chưa hài lòng với cái mục đích như thế này, và họ phải còn rất là nhiều thứ để làm nữa. Thì chúng ta thấy là cái việc mà dân giàu nước mạnh, nhưng mà cái xã hội nó thiếu đi cái sự công bằng, cái xã hội nó vẫn còn đó những cái sự chuyên quyền, cái sự mà coi như là nó thiên vị hay là nó còn phân biệt đối xử còn đủ thứ chuyện, thì rõ ràng người ta vẫn thấy là nó không có chấp nhận được. Cho nên là cái mục tiêu phát triển nó vẫn không có điều. Do đó là cái việc mà nói rằng cái xây dựng cái xã hội theo cái kiểu công bằng, đó là cũng một mục tiêu, và người dân bây giờ cũng tập trung vào cái mục tiêu là rất là lớn. Chúng ta thấy là trong khoảng chừng 10 năm gần đây đó, ở Việt Nam đã xây dựng rất là nhiều các cái luật lệ, và những cái luật lệ theo cái hướng nó để tạo ra cái bình đẳng hơn đối với mọi người. Và cái phong trào gọi đốt lò gì của ông Nguyễn Phú Trọng đó cho thấy rằng không có một cái điểm dừng nào hết, không có một cái sự phân biệt đối xử nào, và cho rằng những cái thành phần nào đi nữa, cấp nào đi nữa cũng phải chịu cái sự chi phối hết. Và bây giờ luật pháp gần như là được tôn trọng nhiều hơn, người ta nói là không có một cái sự ngoại lệ. Và rõ ràng là trước kia đó, khi mà sau năm 1975 thì làm gì có đầy đủ những cái luật pháp như thế. Họ sử dụng bằng những cái sắc lệnh, và thậm chí là luật lệ nó không có nữa, người ta phải vận dụng điều này điều kia. Và có những cái sự xử lý nhiều khi nó tùy tiện ở chỗ này chỗ nọ, và nó tạo ra một loạt những cái sự mà nó dụ như nó không công bằng, và chúng ta nói là nó không có bình đẳng chẳng hạn. Thì cái mục tiêu không bình đẳng, không công bằng đó đó, nó không phải là cái xử sự hay là cái vận hành của một cái nét văn hóa của một xã hội văn minh. Cho nên là chính vì cái việc mà muốn vươn tới một cái xã hội nó lành mạnh hơn, thì bây giờ cái mục tiêu mà xây dựng xã hội nó công bằng là cái yếu tố bắt buộc rồi. Và bây giờ Việt Nam họ vẫn làm cái điều đó. Chúng ta thấy trong ít nhất là trong vòng 3 năm nay đó, là cái việc mà
đấu tranh chống tham nhũng, là chống cường quyền, chống cái việc mà con ông cháu cha, chống cái việc mà lợi nhóm lợi ích rồi nó bè phái với nhau để mà đưa vào các cái tổ chức này tổ chức nọ, hoặc là ngồi đè đầu cởi cổ người dân này cái nọ, thì họ bị lên án rất là nhiều. Và những cái sự mà bao che cho các cái tội phạm này kia kia nọ đi nữa, hoặc là dung dưỡng các cái tội phạm đi nữa, thì cũng sẽ bị người dân lên án thôi. Thậm chí là những cái phát ngôn của những cái người mà họ lãnh đạo, hay là những cái vị trí nằm trong cái bộ máy của nhà nước Việt Nam đó mà nó không có chuẩn mực, thì rõ ràng chúng ta thấy là bị người dân họ lên án rất là nhiều. Và bây giờ Việt Nam họ cũng tuyên bố theo cái hướng là xây dựng cái nhà nước, xây dựng cái xã hội vận hành theo cái kiểu là phải là theo cái hướng pháp quyền, theo cái hướng phải là luật pháp là tối thượng và phải vận hành như thế, thì nó cũng giống như bên Hoa Kỳ rồi. Nếu như mà họ làm được cái điều đó thì gần như là người dân người ta mới đáng mừng chứ. Nước nào họ cũng muốn là xây dựng một cái nhà nước trọng pháp, chứ không thể mà xây dựng một nhà nước giống như là quân chủ theo kiểu tập quyền, là ông vua ông ra lệnh cái gì thì làm theo cái đó, hoặc là một cái nhóm lãnh đạo nào đó thì họ muốn làm cái nào họ có thể là xây chuyển cái vấn đề và họ muốn phá vỡ đi các cái nguyên tắc chung. Thì bây giờ ở Việt Nam người ta nó không có ngoại lệ. Chúng ta thấy rõ ràng là những cái ủy viên Bộ Chính trị hay là ông bí thư thành ủy lớn nhất như là ở Sài Gòn đi nữa mà vẫn phải bị đi tù rất là nhiều năm, đến 30-40 năm. Thì tất cả những cái điều đó đó ở Việt Nam họ nói là họ xây dựng, họ đang làm những cái điều đó, và những cái điều đó không phải là nói suông không, mà nó còn thể hiện ra thực tế. Chế độ mà dân chủ đó nó không thể nào nó hình thành trong một cái xã hội mà nó không bình đẳng, hoặc là không có gọi là công bằng. Chính vì cái sự bình đẳng đó đó, đó là cũng là một mục tiêu để mà chủ nghĩa xã hội người ta nói. Họ nói là xây dựng xã hội bình đẳng, bác ái, công bằng, văn minh mà. Thì bây giờ nếu mà nó không có bình đẳng đi nữa thì rõ ràng là phải xem lại các cái mục tiêu, hoặc là cái định hướng của chủ nghĩa xã hội cũng phải điều chỉnh lại. Nó phải là như thế nào, phải nhận thức nó ra làm sao. Thì chúng ta phải thấy rằng đó là những cái mục tiêu mà bây giờ người Cộng sản họ cũng nói mà họ đi theo cái đường đó, và họ đang làm những cái điều này trên thực tế. Thì cái việc mà nói về cái xã hội văn minh á, nó bây giờ chúng ta thấy là cái quốc tế nó đã là cái xã hội gọi là thế giới phẳng rồi. Cái con người nó xích gần lại với nhau hơn, những cái phát minh về khoa học kỹ thuật hay là những cái cách xử sự giữa người với nhau á, theo cái hình thái nó văn minh hiện đại đó, nó được truyền bá với nhau rất là dễ dàng, và người ta có những cái tiêu chí chung. Và bây giờ một cái phát minh ra giống như cái Facebook hay là những cái sử dụng về những cái app mới này cái nọ đi nữa, thì nó rõ ràng là nó cũng đi kèm thế những cái hình thức, và con người ta những cái giá trị tiên tiến của thế giới đó, nó được san sẻ với nhau, và người ta hiểu thế nào là văn minh, thế nào là lịch sử, thế nào là cần thiết phải làm như thế này thế kia. Những người nói rằng đấu tranh dân chủ cho nhân quyền cho Việt Nam, nếu như đấu tranh dân chủ nhân quyền theo cái kiểu mà nó trong sáng đó, thì nó cũng phù hợp với cái ý thức của Đảng Cộng sản Việt Nam mà. Tức nghĩa là ở trong nước người ta nói là cái xã hội nó lúc nào cũng vận hành theo cái kiểu phải đấu tranh, và cái đấu tranh nó mới có tạo ra cái sự tiến bộ của xã hội. Nhưng mà họ đấu tranh theo cái kiểu là xây dựng nó tốt hơn, chứ không phải là đấu tranh theo kiểu triệt tiêu cho nhau, theo cái kiểu là đập đổ á, thì họ không chấp nhận thôi. Và trong cái sự mà đấu tranh đó thì bây giờ cái xã hội nó đã có một cái sự chuyển biến, và dĩ nhiên cái sự chuyển biến này đối với người dân Việt Nam ngay thời điểm này họ cũng không phải là họ hài lòng đâu, họ cũng còn muốn đó có sự tốt hơn nữa. Tức nghĩa là họ chỉ tạm thời hài lòng trong cái thời điểm như hiện nay thôi, nhưng mà rõ ràng là xã hội phải tiến bộ hơn nữa, phải có những cái sự thay đổi hơn, chứ không thể là dậm chân tại chỗ. Thì cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó dậm chân tại chỗ hay là nghĩ rằng nó thụt lùi hơn so với trước kia, thì những cái điều đó chúng ta phải xem lại. Thì những cái sự cai cú, những cái sự mà thù hằn theo cái kiểu là chống đối, cái kiểu là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cho nên thành ra mình không có thích, mình cho rằng đó là một cái sự tập quyền, cái đó là cái đảng trị cho nên là mình muốn đập đổ nó thôi. Và muốn đập đổ đó thì đó là nói về cái ý thức chính trị rồi, chứ không phải là chúng ta nhìn nhận những cái thực tế nó có những sự chuyển biến. Thì những cái sự chuyển biến đó để làm nó tốt hơn, đó mới là cái vấn đề mà người dân họ họ mong muốn. Và rõ ràng là người dân họ bây giờ họ cũng đóng góp thôi, họ lên tiếng rất là nhiều những cái nhà nghiên cứu hay là những cái quan chức hay thậm chí là những cái nhà khoa học đi nữa, hay là những cái nhân sĩ trí thức các thứ, người ta vẫn có những cái lời phản biện, những cái bài tham luận, hay người ta vẫn lên tiếng ở những cái kênh thông tin này, kênh thông tin khác, để mà đưa đến những cái nhận thức
những cái đánh giá của họ hoặc là những ý kiến riêng để mà góp ý. Và đó là những cái điều mà chúng ta thấy là cái môi trường nó đã khác đi. Thì dĩ nhiên là nó vẫn còn một số những cái tồn động rất là nhiều chứ không phải ít nữa, và những cái tồn động nó chắc chắn rằng người ta phải giải quyết. Thì nói chung nó có nhiều cái ý kiến của những người rất là cực đoan hồi xưa đó, theo cái kiểu là họ muốn đập đổ cái chính quyền Cộng sản Việt Nam, đúng là lúc đầu cũng muốn vũ trang để mà thay thế nó. Nhưng mà sau này thì họ thấy cái cách vận hành đó thì họ nghĩ là Việt Nam cũng đang làm tốt hơn, và họ nói là nếu mà họ làm tốt hơn thì mình mới đấu tranh theo cái kiểu là để cho họ làm tốt hơn, và cái mục đích chung vẫn là cái mục đích dân sinh, mục đích là làm cho cái nước Việt Nam nó mạnh hơn, người dân Việt Nam nó tốt hơn. Và nếu mà họ cho dân chủ hơn, người dân được quyền ứng cử nhiều hơn, phải tự do báo chí nhiều hơn, hoặc là công dân được có những cái quyền này quyền kia đầy đủ hơn, và cái tài sản của họ được bảo vệ, người dân được tự do làm ăn, cái cuộc sống họ nâng cao, họ tiếp xúc với cái nền văn minh của nhân loại, thì cái việc gì mà tại sao không ủng hộ họ? Thì bởi vì có nhiều người họ trước kia họ suy nghĩ khác đi, họ đấu tranh theo cái kiểu cực đoan hơn, nhưng mà bây giờ họ có những cái chuyển biến, những cái thay đổi, thì đó có phải là một cái xu thế hay không? Thì dĩ nhiên chúng ta không phải là nhận định đánh giá theo cái kiểu mà để là binh vực Cộng sản theo cái kiểu là ca ngợi cái chế độ Cộng sản như thế này như kia, nhưng mà phải nhìn vào các cái luật lệ của họ, nhìn vào các cái chuyển biến, các cái vận hành của nó đó, nó không phải là như mà nó cố định một chỗ, nó có một sự đi lên, và những cái sự đi lên nó có phù hợp hay chưa, hay là nó còn tồn tại ở chỗ nào, thì đó là những cái vấn đề mà nhiều người họ nhận định nó có thể là khác nhau. Tuy nhiên nếu mà nói họ không phát triển là không đúng, và nếu mà nói người ta không có theo cái hướng là dân chủ văn minh hay là gọi là tự do nhân quyền gì đó thì nó cũng không đúng luôn. Nó có, nhưng mà nếu mà nói nó không phù hợp với Hoa Kỳ thì đúng, có lẽ là nhiều cái điểm nó cũng chưa có nó tương đồng, thì người Việt Nam họ cũng thừa nhận là họ có rất là khác. Họ khác mà bởi vì nó phải phù hợp với cái nền kinh tế, phù hợp với cái nền văn hóa, và cái mục tiêu chung của họ vẫn là những cái giá trị văn minh của nhân loại. Cho nên cái việc mà đấu tranh của người dân Việt Nam vẫn là tiếp tục, nghĩa là chúng ta thấy là cái phong trào về chống tham nhũng, là chống tham ô, chống những cái tệ nạn xã hội, bất cứ cái chuyện gì ngay cả trong cái chính quyền mà làm không đúng, người ta cũng lên án rất là nhiều. Và đó mới là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái xã hội Việt Nam như hiện nay, mà nếu mà nó theo cái đà đó mà nó tiến bộ lên thì có cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng nó chưa đúng, thì đó mới là cái vấn đề mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào.